Anh em xem đẳng cấp top 1 là như nào nhá. Ok, như vậy là giờ tôi mới sẽ lên đây. Lên cấp này. Ok. Cho vào. Được, cho vào đây đi. 6 trinh phạt, 6 E1 auto top 1 anh em nhá. Không cần phải lên đồ nhiều. Rồi, tí nữa lại tí cho con này. Ok. Anh em nhìn nhá. Đấy, nhìn này sát thương này. Sát thương của con gì nhỉ? Kama rất là mạnh luôn. Kama được búp trừng phạt. Ok. Đấy. Top 1 luôn. 6 trừng phạt rất là mạnh luôn. Vàng rất là nhiều luôn, không thèm mua luôn. Thử mạ con ấy lên 3 sao quá nhỉ. Đây em nhìn này, tỷ số này, Kama sẽ tương kê chưa. Đấy, xây ra này đấy. Giờ tôi sẽ tháo cái này của Kama ra thì sẽ mất trừng phạt. Lắp đồ chuẩn cho trừng phạt cho Kama nhá. Một cái trừng phạt này, một cái búp máu này, một sát thương này này, được chưa. Với cả cái này là kiếm này cho ai nhỉ? Cho thằng này đi. Đấy, thằng này bắn ghê này. Bụp, đấy, chết luôn chưa? Thằng này bắn rất là ghê luôn. GD bắn rất là ghê, anh em cho cái này đúng đồ GD luôn. Đúng đồ GD luôn, vô cực kiếm top 1 luôn. Đây, cho anh em xem, còn 2 người. Vàng còn đầy luôn, không phải zone. Chỉ cần thế này là đủ thắng rồi. Đây, 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 xem chấp nó tí nhỉ? 21 đúng không? Ôi, tí chấp nó ván là được. Không sợ. Tí thả bỏ Lila là được. Lila đồ chuẩn nha anh em nhá. Thôi, không gì view đó, tôi roll thử 3 sao bắt nào. Roll 3 sao bắt nhỉ? Nina này. Thử 3 sao bắt. Mở khả năng lên 3 sao đấy. Tí chấp một tơ nữa là lên 3 sao. Nhìn là set là một con nữa, hao nữa lên 3 sao. Kama một con lên 3 sao. Kama biết Kama mạnh cỡ nào anh em biết đấy. Kama lúc nào rất đầu tỷ số luôn. Kama mà lên với trừng phạt thì chí mạng rất là cao luôn. Thế gì? Chấp nó luôn. Nhặt gì cho cái này. Nhặt tí tanh anh em nhỉ. Nhặt tí tanh. Rồi hút máu đây, có gì đâu. Ok, chỉ cần đổi hình này thôi, không cần lên cấp 9 làm gì cả. Còn một tôn nữa chấp, chấp này, chấp nhỉ. Còn 3 đúng không? Chấp nhá. Chấp nhá. Xem nó có gì không, chấp phát cho nó hợp lý. Bật đỡ thuốc. Thêm một con nữa, cáu nhỉ. Ok, chấp nhá. Chấp. Chấp một tun. Bỏ Kama nhân vật chính và Lia nhân vật chính ha. Hao này. Hao này gánh team anh em nhá. Chấp. Chấp vào đây. Chấp. Đấy. Không lẽ bảo mình không biết được chưa. Đấy. Chưa. Thua. Đấy, thua, ok. Rồi. Rồi đánh thật này. Đánh thật lấy top 1 nhá. Cho Lila lại này, cho Kama này. Kama lên 3 sao này. 3 sao. Ồ, nó cầm mất Kama mình hay sao ấy. Ồ, bực nhé. Bố mà xin. Không cần Lila 3 sao nữa rồi. Bán Kama 3 sao đủ cân rồi. Set 3 sao. Ồ, không kịp rồi. Ok. Thắng. Ok, đội bạn thua rồi nhá. Ôi xong rồi. Nó có con gì nó ghé mất mình rồi. Chấp rồi hay là thua rồi mẹ ngược rồi. Ô, thua mẹ ngược rồi. Chấp, vãi lồn, chấp. Chấp thua ngược luôn, vãi lồn. Không kịp lên Kama 3 sao. Thua rồi. Ok, top 2 anh em nhớ đội hình như thế mạnh nhá.